Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm à, Trong video của ngày hôm nay thì em có về một chiếc Seco 5 Sport Được coi là một trong những vị cứu cánh của những anh em có cổ tay nhỏ Đó. Con này là Seco 5 Sport Có mã tham chiếu để các bác check là SBSA227 22, Giá niêm biết con này là 40.700 biên tại thị trường nội địa Nhật Đó, Giá này thì nó cũng tương đương khoảng gần 8 triệu cho một chiếc hàng mới rồi con này nó mới ra mắt vào khoảng giữa năm 2023, khoảng tầm tháng 6 các bác nhé. Tháng 6 năm 2023 là Seiko họ cho ra mắt con này và mở bán trên thị trường à, dành cho những anh em có cổ tay vừa và tay nhỏ và thích đeo đồng hồ thể thao ở trên cổ tay. Đường kính sai mặt của con này nó sẽ là sai khoảng tầm 37,8 khoảng 37,5 dày là 12mm và lắc tu lắc của nó là 43,4 nó sẽ dành cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó nhỏ nhỏ khoảng tầm 14 đến 16 thôi là chúng ta đeo sẽ rất vừa và đẹp trên này à, con này thì nó sẽ có cái màu trắng màu hơi trắng ngà một tí và nó cũng có trải tia săn bớt một chút nhé kim cọc của dòng sport này thì nó sẽ rất là to bản so với cái kích thước này và nó có đính khá là nhiều dạ quang ở trên thân kim và trên các cái thân cọc số phết khá dày và dạ quang của nó khá là sáng thoải mái để cho các bác có thể sử dụng vào ban đêm ở trên góc 12 giờ thì sẽ có logo của Seiko nhé. 3 giờ thì sẽ có lịch ngày và lịch thứ và cơ tự động automatic này. Dưới này thì các bác sẽ có bản nội địa Nhật Made in Japan và tên bộ máy là 4R36. Ở kính ở trên trên này nó là kính khoáng cứng chống xước của nhà Seiko thôi. Và cái vành benzen này thì nó sẽ xoay được một chiều. Đó, để chúng ta có thể tính được giờ đi bơi, đi lặn hoặc là tính giờ thể thao. Niềng băm và góc 4 giờ thì sẽ có logo, có cái núm chỉnh giờ và có gửi bảo vệ núm, không có logo. Còn ở đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên chiếc này. À, sử dụng bộ máy caliber 4R36 này, à, thân thép không gì và made in Japan và nội địa Nhật. Con này thì sẽ có 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và trên này của em là tổng tất cả là có 41 giờ thích cót tối đa. Tất nhiên thì nó sẽ có đầy đủ con tay và có cả dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ. Đó. Đi kèm nó sẽ có một bộ dây thép đúc đặc, đầu trên này là cỡ 20 và dây khóa nó là cỡ 18. Đây, theo đúng đặc khóa thì sẽ có logo của Seiko như thế này. Và em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 của em. Chiếc này nó sẽ dành cho những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó to to một tí. Khoảng tầm từ 15 đến khoảng... Em xin lỗi là khoảng tầm 14 đó. 14 đến 16 nhé. 17 của em thì nhỏ lắm. Size 37.5 thôi. Và nó là một chiếc đồng hồ về form dáng thể thao. Sẽ rất phù hợp cho các bác nào mà có cổ tay nhỏ mà muốn đeo một chiếc nó khỏe khoắn một tí và nó làm khỏe cái cổ tay của mình lên một chút thì có thể chơi con này cái lắc rất ngắn lắc chỉ có 43 thôi thì tay chỉ cần 14 là đã đeo được rồi những anh em cổ tay nhỏ 14 15 là một trong những cái cổ tay mà khá là khó chọn đồng hồ vì tay nó nhỏ và xương xương Đó. do vậy là những chiếc này là Seiko họ cũng làm để mà dành cho anh em cổ tay nhỏ đeo Giá hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang về chiếc này là 6 triệu 650 nghìn và đang còn một chiếc. À, chiếc này có mã là 7239 và giá là 6 triệu 650 nghìn. À, các bác mà đang quan tâm về yêu thích chiếc này thì có thể đặt hàng ngay trực tiếp nó tại trên website đồng hồ Quang Lâm com à, Với mã số của con này nó là 7239 và giá của nó là 6 triệu 650 nghìn. Ngoài ra thì còn có thể liên hệ đến bên em theo các cái đầu số như là hotline 0834 này. 69 6699 hoặc là qua lên tay tại địa chỉ số 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đồng hồ quang lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video này và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo